thế là cô đang đi xe phải quanh thành phố Bắc Giang. Cá nhân tôi thì thấy từ khi mà tôi đi trực ở đây, cái container này họ mới chuyển đến đây xong thời gian khoảng một tuần nay, nên cũng làm một cái chỗ để nghỉ chân cho tất cả cán bộ trực chốt tại đây rất là tốt. Tôi thấy rất là hiệu quả trong công việc vì thời tiết rất là nắng nực, nên sau khi nghỉ thì vào nhìn rất là mát. Ở đây thì được trang bị điều hòa, đây là chỗ nghỉ nói chung là cũng rất là thoải mái. Trong cái thời gian vừa qua thì với cái tình hình thời tiết nó tương đối là khắc nghiệt, nắng nóng. Thế và anh em ở các chốt là cũng rất là vất vả. Đấy, trực và kiểm soát ngày đêm trong các cái giờ, tất cả trong các cái buổi trưa nắng nóng. Thế do vậy là cái điều kiện ở các cái chốt rất là khó khăn. Đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em ở các tổ chốt. Thế trước cái tình hình đó thì cũng đã có nhiều giải pháp. Ví dụ như các cái lều bạt dã chiến. Đấy, hoặc là các cái lưới để ngăn ánh nắng, để che nắng cho anh em ở các chốt. Thì thời gian vừa qua thì khu công nghiệp, ban quản lý công nghiệp người ta cũng đã có một số các cái huy động ở doanh nghiệp có những cái container di động, có điều hòa, có giường, và đã cung cấp cho một số chốt chính ở trên địa bàn thành phố để góp phần để bảo vệ sức khỏe cho anh em giữa cái giờ nghỉ, giữa các ca thì có một cái nơi để nghỉ để giữ sức khỏe, đảm bảo cho cái công tác trong cái thời gian tiếp theo một cách lâu dài và hiệu quả.